rất nhiều khách hàng thắc mắc là đồ thờ men dạng rát vàng kết hợp với đỉnh đồng màu vàng thì nhìn không biết có hợp không thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để giải đáp thắc mắc cho các bạn đó là mình sẽ sử dụng một bộ đồ thờ men dạng rát vàng kết hợp với bộ ngũ sự bằng đồng vàng bóng các bạn có thể nhìn bao quát ở trên ban thờ một bộ đồ thờ đầy đủ một bộ đồ thờ đầy đủ ba bát hương và bộ ngũ sự bằng đồng bộ đồ thờ men dạn dát vàng được sản xuất tại Bác Tràng Việt Nam. Nếu như các bạn đang có ý định là mua sắm đồ thờ ở cao cấp của Bác Tràng thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình đang gắn ở bên trên video. chúng tôi sẽ gửi cho các bạn rất nhiều mẫu đồ thờ cao cấp của Bác Tràng để các bạn có thể thoải mái lựa chọn. như các bạn nhìn thấy đây ở trên cái video này là một bộ đồ thờ đầy đủ. đây là một chiếc mâm bồng họa tiết hình hoa sen ở đĩa để hoa quả đấy hay còn gọi là mâm 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 bồng hay còn gọi là mâm bồng bộ đồ thờ đang sử dụng ba bát hương với hình ảnh là sau long trầu mặt nguyệt sử dụng cả đế sứ đế sứ đồng bộ luôn họa tiết rồng thì được điêu khắc nổi 3d trên bề mặt của sản phẩm khi mà các bạn sờ vào cái họa tiết thì cái họa tiết này nó nổi rất là cao lên trên bề mặt của sản phẩm đây là mẫu bộ đồ thờ men dạng rát vàng cao cấp được sản xuất tại bát tràng chúng ta có thể nhìn thấy từng chi tiết được làm rất là rõ ràng sắc nét. ở trên thị trường thì có rất nhiều các đơn vị sản xuất đồ thờ khác nhau, vì vậy các loại họa tiết hay là chất lượng hàng hóa nó cũng sẽ khác nhau. nếu như các bạn thích đúng cái mẫu ở trên video này thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp để chúng tôi có thể tư vấn cho các bạn. Ở đây là một chiếc ống đựng hương hình ảnh là hoa sen, và đây là một chiếc đèn, đây là một chiếc đèn vai vuông họa tiết hình ảnh là hoa sen đã được dát vàng. Đấy, tất cả những cái sản phẩm khi mà các bạn mua của bát tràng info thì các bạn đều được bảo hành sản phẩm à, thời gian rất là lên đến 10 năm về cái sản phẩm đây là một bộ ngũ sự nhá một lư hai hạc và hai chân nến Đấy, một bộ ngũ sự đồng vàng bóng đây là một chiếc nậm rượu này ở đằng sau là có ba chiếc chóe ba chiếc chóe để chúng ta đựng muối đựng gạo đựng nước ở à, đây là chiếc nậm rượu này ở đằng sau là một cặp lọ hoa ở đằng sau là một cặp lọ hoa Uh, họa tiết hoa sen đây các bạn nhìn ba chiếc chóe được giáp vàng hình ảnh hoa sen rất là đẹp và sang rất là sang trọng đấy ở đằng sau thì như chúng ta nhìn thấy là lọ hoa có cắm sen cũng được giáp vàng nếu như các bạn mà thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.